con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hội ngộ cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Bình Tinh gây xúc động bằng một câu nói. Đã qua 100 ngày kể từ khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vĩnh viễn rời đi, nỗi đau cùng sự thương tiếc vẫn còn tồn tại trong lòng người hâm mộ. Dẫu vậy, những ồn ào xoay quanh câu chuyện tài sản thừa kế và nhiều vấn đề khác giữa các thành viên trong gia đình đang thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Mới đây nhất, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cùng Bình Tinh đã cùng nhau xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật lần 51 của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Trên Facebook, Hồng Loan viết: "Anh hai Vũ Luân, chị ba Bình Tinh luôn bên ba và em. Em nghĩ ba đang mỉm cười nhìn anh em mình sum họp." Dưới bình luận, Bình Tinh viết: "Ước gì có ba nữa ha Loan." Ngay sau đó, Hồng Loan đã trả lời: "Dạ, em nhớ ba." Khiến nhiều người không khỏi xót xa. Lúc sinh thời, ngoài Hồng Loan, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh còn có hai người con nuôi khác là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Bình Tinh. Hai người luôn được cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh truyền lửa nghề và dạy nhiều bài học trong cuộc sống. Khi tang lễ ông Hoàng cải lương diễn ra, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Bình Tinh cũng luôn túc trực kề cận cạnh Hồng Loan lo liệu tang sự cho ba nuôi. Tại lễ cúng 100 ngày của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, do vướng lịch trình diễn, cả hai cùng nhau đội tang đến ngôi chùa tại Pháp để thực hiện nghi lễ. Trước đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân chia sẻ: "Ba ơi bình yên nhé, con Vũ Luân, Bình Tinh, Hồng Loan mãi là những đứa con yêu thương của ba. Con sẽ làm tất cả để bảo vệ tên tuổi của ba, bảo vệ gia đình của Hồng Loan. Còn những kẻ xấu xa dùng nhiều thủ đoạn chia rẽ tình phụ tử thiêng liêng ấy, hãy để họ trả giá với lương tâm của họ và với pháp luật."